Xin chào tất cả các bạn, rất vui được quay trở lại các bạn trong cái chuyên mục hướng dẫn sử dụng. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách import file Excel sản phẩm từ máy tính sang cân Rota RLS 1000 cũng như là RLS 1100. Thì các bạn hãy theo dõi và làm theo nhé. Cách thứ hai thì các bạn có thể đẩy vào cái file Excel, như là mình có một cái bảng Excel sẵn rồi và mình có thể mình load nó xuống cái phần mềm ấy. Thì các bạn vào cái phần này From Excel Input PLU này, các bạn mở ra này. Các bạn tìm đến cái file Excel của chúng ta. Ở đây mình đã thiết kế một cái file mẫu ở đây rồi, mình sẽ mở cái file Excel cho các bạn xem luôn này. Đây là cái file mẫu. Thì các bạn có thể xuất được cái sản phẩm của chúng ta từ phần mềm xuống bằng thành file Excel luôn chẳng hạn. Sau đó thì các bạn chỉ việc copy ở cái mục mà cái bên các bạn có cái file Excel mà các bạn vừa mới xuất từ phần mềm xuống ấy, thì chúng ta sẽ đỡ mất công phải gõ lại từng sản phẩm một. Thì các bạn chỉ việc copy cái cột sản phẩm thôi, các bạn paste vào đây thôi. Như thế. Rồi thì cả cái cột giá tiền ấy, chúng ta chỉ việc copy và paste một lần thôi thì nó sẽ rất là nhanh. Và cả cái ngày sử dụng cũng vậy, hạn dụng cũng vậy. Sau khi mà các bạn sửa xong rồi thì các bạn lưu lại thôi. Như ở đây thì mình chưa sửa gì nên mình sẽ không lưu. Còn ở trên phần mềm ấy thì các bạn cũng đây mình thao tác lại cho các bạn xem nhé. File này. Đây là input ấy, thì là các bạn lấy cái file Excel có sẵn để đẩy vào phần mềm. Còn như cái này là các bạn sẽ xuất ra cái file Excel để chúng ta sẽ sửa đi file Excel. Thì các bạn có thể tải cái file Excel của mình mẫu về để các bạn sửa, hoặc là bạn có thể tự export từ cái phần mềm này ra để các bạn tự sửa cũng được. Mình sẽ input thử ở đây. Nó sẽ cho chúng ta là chọn là chúng ta sẽ thêm những cái mục gì vào trong cái phần mềm đẩy dữ liệu này. Thì ở đây mình sẽ chọn những cái cơ bản, ở đây mình cần xuống những cái mục này. Nếu bạn không cần thì bạn bỏ tích. Bấm OK này, nó sẽ load này. Đấy, trên đấy của mình chỉ có những 6 cái sản phẩm này thôi. Sau đó thì mình đẩy xuống cân. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thành công. Các bạn có thể làm theo và có bất cứ thắc mắc gì, các bạn có thể để lại comment ở phía dưới. Chúc các bạn thành công. Hy vọng rằng video này hữu ích và giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.